Gặp tình huống khó xử tại đám cưới, Hoài Linh xử sự cực tinh tế, quá nể. Chỉ một đoạn clip ngắn ngủi 60 giây cũng đủ để khán giả nể phục Hoài Linh. Ngày 25 tháng 9 vừa qua, hôn lễ của cặp đôi Trường Giang Nhã Phương đã chính thức diễn ra trước sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình cũng như người hâm mộ. Trong buổi tiệc tối diễn ra cùng ngày, các đồng nghiệp thân thiết của cả hai cũng đã đến chia vui cùng tân lang và tân gia nhân như Thu Trang, Tiến Luật, Cẩm Ly, Hồng Ngọc, Harry Won, Ốc Thanh Vân, Đông Nhi, ông Cao Thắng. Hẳn nhiên không thể thiếu sự góp mặt của người quan trọng với Trường Giang, anh bốn Hoài Linh. Đến tham dự với trang phục đơn giản, phong thái bình dị gần gũi, danh hài nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông cũng như những người có mặt tại sảnh tiệc. Khi nhận được yêu cầu chụp ảnh, Hoài Linh tươi cười và nhỏ nhẹ nói cùng người đi cạnh, cho mấy đứa em chụp một cái, chứ để nó buồn. Sau đó anh nhanh chóng đứng vào vị trí, không quên hài hước, để chúng nhìn một phòng cho công bằng nha. Sự thân thiện tinh tế đó khiến hình ảnh của danh hài đẹp hơn bao giờ hết trong mắt công chúng. Nhận định Hoài Linh xứng danh nghệ sĩ quốc dân hẳn cũng không phải quá lời. Được biết danh hài vừa đến sau cả ngày làm việc tại nhà thờ tổ. Là một ngôi sao lớn của showbiz, nhưng lúc nào Hoài Linh cũng xuất hiện với hình ảnh giản dị và đáng mến. Chẳng trách bao nhiêu năm qua khán giả vẫn dành cho anh sự yêu mến và kính nể vì tài năng cũng như nhân cách sống. Tại hôn lễ của Trường Giang Nhã Phương, Hoài Linh đã có những lời nhắn nhủ cảm động gửi đến hai vợ chồng trẻ. Anh dành lời khen cho lòng hiếu thảo cặp đôi hướng đến song thân, đồng thời gửi lời chúc các em trăm năm hạnh phúc và sớm sanh quý tử. Cuối cùng, danh hài không quên gửi tặng món quà âm nhạc đến Trường Giang Nhã Phương với ca khúc Tiện Bước Sang Ngang, khiến cặp đôi không khỏi vui mừng xúc động trước tình cảm đặc biệt mà người anh thân thiết dành cho mình. Hoài Linh vui vẻ chia sẻ trong ngày trọng đại của Trường Giang Nhã Phương, anh bốn còn cao hứng hát tặng cho cặp đôi và các quan khách tham dự buổi tiệc. Bố diễn viên nhí, chú ơi đừng lấy mẹ con bị sốc, người ta chửi con tôi là thứ chẳng ra gì. Scandal Kiều Minh Tuấn an nguy tưởng đã yên ngã, nhưng hậu quả thì dường như vẫn chưa dừng lại. Sự ác cảm của một số khán giả quá khích còn dẫn tới hành động nhắn tin chửi Hữu Khang, cậu bé đóng vai con trai an nguy trong phim, mặc dù đây là vai diễn được đánh giá thành công và xuất sắc nhất. Chia sẻ với phóng viên, anh Quyền Huỳnh, bố diễn viên nhí Hữu Khang nói, người ta đã nhắn tin chửi từ mấy ngày nay rồi, nhưng tôi giấu không cho bé biết vì Khang rất nhạy cảm. Họ chê bé diễn dở rồi bình luận kỳ cục lắm, thậm chí họ còn nhắn tin hỏi bé có biết phụ ba Tuấn mẹ An không. Tôi thấy con trả lời là không biết, đó là chuyện người lớn. Vậy là họ chửi, em còn nghĩ đó là ba mẹ hả, em đúng là cái thứ chẳng ra gì. Mọi khi ăn tối học xong, bé thường mượn điện thoại tôi để chơi game. Nhưng từ khi xảy ra chuyện Kiều Minh Tuấn an nguy, người ta nhắn tin phản cảm quá nên tôi không dám cho con chơi nữa. Tối ngày vừa qua 26 tháng 9, sau khi học xong, bé hỏi mượn điện thoại chơi game, tôi thấy cũng yên yên chút rồi nên đồng ý. Bé đang chơi thì có tin nhắn tới chửi, bé vô tình đọc được buông máy bỏ lên phòng khóc. Tối qua bé buồn không ngủ được, sáng nay cũng bỏ cả ăn, phải nghỉ ở nhà không đi học. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cũng gọi điện mà tôi không nghe máy. Thật sự tôi đang buồn nên không muốn nói chuyện với ai. Tôi cũng không nói chuyện bé bị như vậy với nhà sản xuất vì nghĩ họ đang đau đầu đủ chuyện rồi. Nhưng càng ngày chuyện càng đi xa, tôi tức không chịu được mới viết Facebook. Tôi chỉ lo con ảnh hưởng tâm lý, sáng giờ tôi cũng động viên mà bé cứ bảo chưa đói, tới giờ vẫn đang nằm trong phòng. Trong nhà tôi là người gần gũi với con nhất, nên hôm nay cũng nghĩ là ở nhà để chăm con, thấy con khóc mình chịu không nổi phải ra ngoài đứng. Còn tức mình là để con đi vào nghề này nên mới bị như vậy. Công sức quay ngày quay đêm cực biết bao nhiêu mà giờ lại bị nói như vậy. Con rất ngoan hiền lễ phép và tình cảm, đi quay, còn đi múc nước cho từng người uống nữa. Vậy mà lại bị người ta ác mồm ác miệng. Bé mới chưa được 9 tuổi mà đã phải chịu cú sốc tâm lý này rồi. Tôi thật sự rất buồn. Bé nhện do Hữu Khang thủ vai có thể nói là nhân vật phải thể hiện nhiều chiều sâu tâm lý nhất phim, từ giận hờn khi mẹ bị cướp mất đến buồn tủi vì bị bạn trêu chọc là không có cha, và cả bối rối khi phải lựa chọn giữa cha ruột, cha dượng. Kịch bản phim hơi thiếu công bằng với bé nhện khi mô tả tâm lý trẻ con của bé không hề thống nhất. Nhện ngây thơ, nghĩ những buổi đi chơi công viên sở thú của hai mẹ con là do nhện chiều mẹ thôi, nhưng chính cậu bé 7 tuổi đó lại có phát ngôn khá sốc. Đứa trẻ con nào mà chẳng có ba, chỉ có mẹ mà không có ba thì trẻ con ở đâu chui ra được. Tuy nhiên bé Hữu Khang vẫn chinh phục được khán giả bằng lối diễn xuất tự nhiên. Còn bé Chu Diệp Anh với gương mặt quá đỗi dễ thương, chỉ cần mở to đôi mắt tròn cũng đủ khiến trái tim người đối diện tan chảy. Nếu có một lý do chính đáng để khán giả bỏ tiền túi ra rạp xem phim Chú ơi đừng lấy mẹ con,
thì chắc chắn là vì cặp diễn viên nhí này, chứ không phải Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Biến Trấn Thành từ bé bê thành bé bự. Sau khi kết hôn, diệu kế của Harry Won đã thành công mỹ mãn. Hình ảnh phát tướng của Trấn Thành sau khi kết hôn khiến nhiều người ngỡ ngàng, ít ai biết thủ phạm lại chính là bà xã của danh hài. Cách đây ít giờ, Trấn Thành chia sẻ bức hình chụp chung với ba nữ ca sĩ tên tuổi của làng nhạc Việt trên trang cá nhân. Đáng chú ý, nam danh hài bị soi chiếm khá nhiều diện tích trong bức hình với vẻ ngoài đang phát tướng. Không thể phủ nhận, gương mặt của ngôi sao làng hài ngày càng tròn trịa, vóc dáng cũng đẩy đà lên trông thấy. Vẻ ngoài như hộ pháp của Trấn Thành lấn át cả ba nữ ca sĩ. Đây không phải hình ảnh duy nhất cho thấy sự tăng cân mất kiểm soát của Trấn Thành thời gian qua. Rất nhiều bức ảnh được nam danh hài đăng tải lên mạng xã hội cũng để lộ ngoại hình đang ngày càng mũm mĩm. Ngày xưa gương mặt Trấn Thành thon gọn đến mức có ngạnh, nhưng đến nay đã không còn. Gương mặt trái xoan giờ trở thành trái banh. Cùng một góc ảnh, cùng một biểu cảm nhưng không cùng cân nặng. So với vài năm trước thì cân nặng tăng thêm của Trấn Thành hẳn là con số không nhỏ. Màn tăng cân của Trấn Thành thể hiện rõ nhất qua hai giai đoạn trước và sau khi lấy vợ. Gương mặt chuyển từ vlog sang online. Tuy nhiên Trấn Thành tăng cân không hẳn là sự việc thuận tự nhiên, mà đằng sau đó là cả một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng. Ít ai biết người chủ mưu lại chính là bà xã của nam danh hài. Trong một talk show tháng 4 2018, giọng ca Hương Đêm Bay Xa tâm sự về câu chuyện lấy chồng kém tuổi. Bản thân Harry Won cũng có những lo lắng khi ngoại hình bị nhiều người chê già hơn bạn đời. Để chiếm thế ưu thế, nữ ca sĩ bày cách dìm hàng nhan sắc Trấn Thành và đã thành công. Trước đàn chị Việt Hương cùng các khách mời, Harry Won phấn khích chia sẻ: "Em chắc không tự tin về bản thân mình, áp lực thật vì chồng em là một MC khá là nổi tiếng, được rất nhiều người yêu thích, em thấy anh ấy cũng khá đẹp trai nữa. Vậy nên, khi bị ai chê già, em lo chứ bởi anh Thành luôn thích phụ nữ biết chăm sóc, bản thân sắc đẹp. Xấu đi là điều em sợ lắm, nên em chọn một phương án khác, em cho anh Thành ăn thật nhiều để mập lên, từ đó đi đâu, em cũng đều được khen đẹp luôn." Cho ăn thật nhiều để mập lên, Harry Won chăm chồng thật có tâm mà. Trong khi mặt nàng vẫn vờ lai như ngày nào thì chàng đột biến thành ô lai. Quả thật sau khi tăng cân thì Trấn Thành chủ yếu chỉ làm nền cho nhan sắc của bà xã tỏa sáng. Câu chuyện chăm chồng hài hước và bá đạo của Harry Won thật hiếm có trên đời. Harry Won sẽ đảm nhiệm một vai trò quan trọng tại đội tuyển Việt Nam bên cạnh huấn luyện viên Park Hang-seo. Do những lùm xùm trong việc ra sách liên quan đến U23 và Olympic Việt Nam, ông Lê Huy Khoa dự định rút khỏi vị trí trợ lý ngôn ngữ cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Khi tham gia các diễn đàn và lễ ra mắt sách của bản thân gần đây, trợ lý Lê Huy Khoa đã tiết lộ một số chuyện hậu trường, trong đó có vấn đề nhân sự của đội tuyển tại AFF Cup sắp tới. Một bộ phận dư luận cho rằng ông Khoa đã vượt thẩm quyền, bởi trong hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông chỉ được công khai lĩnh vực mình phụ trách, còn những thông tin liên quan đến các đội tuyển phải được thông qua trước khi phát ngôn. Trước các phản ứng, hiệu trưởng trường Việt Hàn Kanata đã tính đến chuyện rút lui, không tham gia vào ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam. "Tôi có lẽ còn quá ngây thơ khi tham gia vào lĩnh vực bóng đá, dù đó chỉ là đam mê. Tôi mệt mỏi vì những lời chỉ trích, có thể ai đó không hài lòng. Nhưng miệt thị mặt xác người khác là điều khó chấp nhận", ông chia sẻ. Ông Khoa được cho là đã thông báo với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, về ý định dừng hợp tác với huấn luyện viên Park. Tuy nhiên, tổ chức này cũng chưa chính thức xác nhận. Việc ông Lê Huy Khoa quyết định có làm trợ lý cho huấn luyện viên Park Hang-seo nữa hay không là quyền của ông ấy, chúng tôi không thể can thiệp. Hợp đồng của VFF với ông Khoa là ngắn hạn, theo từng đợt tập trung của các đội tuyển, chứ không phải hợp đồng dài hạn. Thỏa thuận làm việc trong giai đoạn ASEAN 2018 đã hết. Còn AFF Cup thì hai bên chưa ngồi lại với nhau. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho hay. Là một chuyên gia trong lĩnh vực tiếng Hàn Quốc, ông Khoa đồng hành cùng huấn luyện viên Park Hang-seo. Từ khi nhà cầm quân này sang Việt Nam, bằng khả năng chuyển ngữ tốt và am hiểu chuyên môn bóng đá, ông đã giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc truyền tải được các ý tưởng đến các cầu thủ. Bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng thừa nhận những thành công lớn nhất mà ông có được ở Việt Nam chỉ chưa đầy một năm qua tại giải U23 châu Á và ASEAN. Có công lớn của đội ngũ trợ lý mà ông Khoa là một thành tố quan trọng.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là ai đủ sức đảm nhận vai trò này của ông Lê Huy Khoa để lại? Nhiều người đã lập tức nghĩ ngay đến cái tên quen mà lạ, ca sĩ Harry Won. Nữ ca sĩ này từng phiên dịch cho huấn luyện viên Park Hang-seo trong sự kiện giao lưu ở sân Thống Nhất. Dịch khá trôi chảy và đúng ý vị huấn luyện viên người Hàn, khiến ông cười tít mắt. Có người lo ngại nữ ca sĩ không hiểu về bóng đá, nhưng Harry Won cũng từng thể hiện rất quan tâm đến bóng đá Việt. Hơn nữa, các cầu thủ và trợ lý huấn luyện viên đã hiểu về chiến thuật và cách làm việc của huấn luyện viên Park Hang-seo, nên nội dung truyền tải sẽ dễ chịu hơn và nhanh hơn. Harry Won là một nghệ sĩ nên sẽ biết cách khiến các cầu thủ thoải mái và có nhiều kinh nghiệm đối đầu với những bình luận ác ý, không như ông Khoa. Nếu điều này thành sự thật thì sẽ là tin vui cho Harry Won và nền bóng đá Việt Nam nói chung khi AFF Cup đang cận kề.